anh chị các bạn nha. Hello cả nhà. Lời nói đầu tiên của nội dung vlog, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bốn anh em mình đi ngâm lưới nha cả nhà. Hôm nay năm mấy 6 giờ anh em mình chạy đến đây ngâm lưới cá sấu. Lâu quá thì anh em mình không có ngâm. Ngâm bữa hổm thì được con ba gai giá. Hôm nay bà cầu độ cho anh em mình đi xa xa nha nè. Để dính cá nhiều nhiều anh. Hổm gà thắt quá trời thắt cả nhà. Ăn toàn là ăn độ luôn anh. Nói quậy nói. Sao? Sao vậy? Mấy thằng này thích chết nó không dài. Mấy tháng rồi nó không dài. Còn bữa nay còn cậu cho anh em trúng lại trên đây. Đây. Giờ anh em mình cũng ngâm mấy tiếng rồi. Giờ anh em mình ra kéo đi. Đây. Dắt rồi. Mèo. Hiểu. Trời ơi. Cái gì đó chứ vậy? Cái gì? Cái gì vậy? Hết hồn. Kéo lưới cũng là làng chứ. Không thấy nó bọc nó dạ nó chắc thiếu à. Đâu lụm vậy? Thank you.
nhà lưới ngâm quái à. Chích ra bọc, chích ra bọc. Chí xong mà sao đông dữ thần. Nó ra năm không biết bao nhiêu cái bọc. Bắn luôn. Đó, cái cá kìa. Cái gì đen đuôi? Gô biển, gô biển, gô biển. Cá nữa. Gô biển. Gô biển. Trời trời trời. Con này ngon lắm này nhỉ. Cá này tới một chuyện luôn nè. Chim tương. Ủa vô, vô tải lại. Tải lại, chim tương, chim tương. Con này lên nó cũng lao lên nè. Ơi. Không nhỉ? Nó ú. Con này lên là có một lao đó. Xiên. Trời. Trời gô biển lên tới đầu cồn này luôn. Hiếm, hiếm mà nghe. Ừ. Không nhỉ? Trời ơi trời, cá nó ngon. Kỹ không? Cá kỹ á. Còn cái gù biển. Ôi bằng tay không hết luôn rồi, bằng tay xè luôn á nha. Không ai gỡ nó thấp xuống đi. Ừ đúng rồi. Đưa cao quá. Con sao cục đuôi phải không? Cục đuôi mới được. Nước này đập đăng có lý à nha, mặn rồi đó. Đập đăng chứ đường nào mà chạy hỏi không làm được. Từ đấy Tết tập trung vô đường đăng nữa nha. Một môn nào nhiều tôm nhiều cá sẽ được ưu tiên. Cái mùa nữa mà. Vô mùa này. Chân tương cá đó là bao chắc lắm. Chắc hả? Chắc luôn rồi. Lấm. Cái vỏ mà kêu tiếng bự vậy. Ừ, tao nghe chứ. Hực chạy. Kêu cái nè. Thứ hai nữa. Có là được rồi sư phụ ơi. Ê, chặt chặt vậy. Mừng quá. Rồi lấm tóc. Cái hai, cái ba. À, được cảm giác gỡ cá sủ rồi đó nha. Đất, đúng không? Nói sao không còn nữa. Nữa đi. Đường này đường vắng mà. Còn nguyên đường dài nữa chứ. Ừ. Con mũi bọc. Mấy nước thầy chịu khó gỡ bọc chỉ có cá. Rồi mời tiếp tục quay kia đây. Đi đấy vậy. Hên một lao. Ngày đang dính một lao. Kìa. Đang dính bông lao. Giảm có lắm nè. Nó gặp ra mà được bờ là kéo là lụm mà. Tiền cứu. Vô. Ý là nó vô bờ mà ngay nó kéo thì tiền cứu. Tiền cứu nó. Nó vô bờ nó kéo lưới lên rồi. Nó đạo hết. Giỡn.
có mồi. Thấy cờ đi. Chưa thấy cờ à? Ừ, cờ xa mà, còn nữa chứ. Ê, cắn gì đó anh chậm. Ôi. Lên hàng nữa anh Tài ơi. Bự hơn con nãy ơi. Bự hơn con nãy. Sao nghe kêu là biết nó hẹ gì rồi ha. Mái à. Cái này đóng quá, đóng lò nó chạy nè, đóng sâu khúc nó đóng cái phải thì nó đi, không phải nó ở lại à. Nghe nói nó phải gì đó. Chứ mày phải về mấy anh em mình rồi. Ba em ra quay chỗ nhau nhau nè kìa. Còn cỡ chục mét nữa hết lưới. Tại cái đèn của em nó hơi lùi. Còn đèn sống cánh đó mà. Nè. Còn không? Thôi đổi đèn thì đáng hơn. Phải cười. Còn cây thùng mút nãy em bỏ trong quên. Cái ông Lao là nấu bệnh, suy nghĩ nhiều ha. Chạy luôn hết cái cốc ăn nữa nha. Cốc chạy luôn rồi. Trở về quê nước ngọt. Của nó à. Hẹn bên em mình mùa tới. Nước đỡ năm sao mùa tới. Hết chưa? Hết bên này. Để chạy xuống kéo đường dài cả nhà. Còn kéo lưới là còn cá.
không? Đường lưới thứ hai cũng là đường lưới dài nhất. Này có cá là phình lên. Đầu đuôi thì cũng là cá nhưng mà nó nằm kế con mày gà luôn. Nó lạ lắm. Bọc vô bọc rồi đó hả? Xa xa nhìn xa xa thấy cái bọc rất nhỏ. Lên thấy bọc lớn quá. Xa xa thấy bọc rất nhỏ, cái lên thấy bọc bự. Tới gần thì cái bọc nó bự hơn. Đó. Từ kìa câu nó đẹp. Hai con cả nghe nặng thun gần kìa. Tại dính cái nặng thun. Nói làm trắng tươi ha. Mà trắng tươi cái đuôi phơi phới. Hết biết cái bọc. Ê, nghe gì không? Ê, đâu rồi? Có con nào kêu vậy? Đâu? Đó, kéo khỉa, đâu không kéo. Đâu đi. Đó chứ. Đây nè. Dọn hoài đâu thấy. Kỳ luôn. Chưa thấy nữa là kêu rồi. Kêu cái xuồng á. Những ngày kêu dưới đâu cái gì nữa xuồng. Đang khum khum. Con lấy, con lấy. Sao chưa thấy con bự tà. Con nữa đi. Nước mày chảy càng mặn mặn. Ông đây vô kéo anh đây. Con dai mà. Chủ cho ta bị cắt thì con ép mang lại đó nha. Đi. Lâu anh Tài không bị cá cắn mà. Cá bự cắn mới ngon. Ba em. Ba em. Đó, này em không có làm gì chứ. Này em không có làm gì chứ. Để xuống thì. Tự nhiên để xuống bị cắn là nghe nha. Tại anh đưa cái tay nó vô cái gáy nó sẵn nó dãy á. Không phải cá nó cắn. Cá nó còn mạnh quá. Ừ. Cá xuống rồi mà nó cắn nó chốc. Cá này bị lông. Cái sủ mà nó mới dính á thì nó còn sống vậy. Kiểu như mình ngâm vài tiếng đồng hồ á. 3 4 tiếng có nước thì ngâm 5 6 tiếng đồng hồ á. Mà kéo lên khi mình đánh vậy nè, đánh xuống tầm 15 phút thì cái dính. Đánh đánh khi gọi vào lưới. Ngâm vài tiếng đồng hồ sau là cá sủ nó ngủm à. Đây nhiều anh em thắc mắc tại sao con cá nó dính lưới nó ngủm. Đây cái thời gian mình ngâm lưới nó quá lâu. Nhưng mà cá nó mới đóng lên là còn sống liền. Cái đực kêu ọt ọt ọt. Bọc. Nước này
chỉ có gạo bọt chứ có cá. Có cá chứ. Bên dưới dính hết rồi. Cá dưới đi lên. Lò cá dưới chạy lên rồi. Sâu. Nhầm con nó lại đóng hào luôn á. Ừ. Nó không chịu chạy. Chứ không phải dễ ăn đâu nghe cô chú chị. Nó nước vặn cái cá nó nguyên cái dòng sông, nguyên đàn cá nó chạy là không phải nha. Nước chạy nước không. Khúc mà nó chuẩn lại. Ừ. Hết mặn nó ngọt cái nước lọt nó phải nhả về chạy về. Như khi mình nói nước lò nước mặn cá nó chạy nó nói vậy chứ bữa biết chạy bữa không. Cái đường vắng như vậy mình được ba con ha. Mới có 1 con. Quả bữa nay được 3 con cá sủ. Ba con này chắc không tới 5 kg rồi phải không? Ba kia ngoài 4 kg. Ba con cá sủ. Ừ. Con cá rô biển. Rô biển còn lại không? Còn. Kéo nữa. Cá này mới chắc chim tương, anh em cơm. Đây con rùa biển hẹn cả nhà sáng mai này mình sẽ làm video ẩm thực nha. Sáng mai anh em mình không ăn độn nha cả nhà, dư ăn dư qua ăn. Dư ăn cả nhà báo cáo với cả nhà qua mình dư ăn. Còn 2 con nó tính 3 con nó chia ăn hả nhé. Ừ. Đỡ tốn tiền mua đồ ăn. Ngoài chết à. Ăn đồ không biết nhí đi cũng nổi à. Hôm nay thì anh em mình sẽ làm một cái món là cá rô biển chân tương nghe cô chú anh chị. Nhí đang là cần nước cả. Cá rô biển này có nấm mèo, tương, bún tàu, hành, cần nước, củ nèo và củ hành tây nữa nha. Làm bữa cơm sáng. Nhiều anh em cứ hỏi thắc mắc tại sao anh em mình thấy ít, anh em mình ít nhậu. Qua mình đi làm gì trễ, sáng mình làm sớm. Anh em rồi. Sáng quay clip ngày nào cũng đóng sớm ha, 3 ly, 4 5 ly ghiền luôn cả nhà ơi. Quen à. Ghiền thiệt nha. Quen nha, mỗi buổi sáng nha, 2 ly, 2 ly không. Bữa nào không có clip quay ở nhà rút tay à. Sáng sớm mà không có nhậu cả nhà, chiều rồi nhậu thôi. Mình dân miền Tây mà gì nhậu không được. Con cái là kiểu như là sáng sớm đưa vô hơi dội, đưa thường xuyên rồi hơi đuối. Mình nấp cá cả nhà. Con rô biển này cũng mấy năm mới dính lại á nhỉ? Mình ớp đờn một ngọt nha, hạt niêm. Như 2 năm rồi. 2 năm, 3 năm gì đó. Chạch tương. Ngọt hả mặn? Mặn. Đừng mặn cho dữ vậy anh hai. Mặn không? Mình niêm hào bán không mặn không đâu. Không mặn không ạ? À? Thử rồi á. Ừ. Có muối không? Không. Mình bỏ miếng muối đi cho nó đậm đà. Còn mua chắc khỏi ăn luôn. Nhóm này có cái này dành chia sẻ cô chú anh chị mình là Nhí với anh Tài làm không giống nhau nha, cũng như chống đánh xuôi mà chèn khỏi ngược nha. Chân tương hoặc kho tương gì á, Nhí nó xài tương ngọt đúng không? Ngọt nhưng mà nó vẫn có gì mà. Ừ, con anh Tài á chân hả kho gì cũng xài tương mặn hết.
Ừ. Hồi review thiệt tình nha. Ừ. Mặn nó mặn gì đâu. Mặn nó mặn. Ừ. Vị thật, người thật mà. Ừ. Có hai đầu bếp mà làm kiểu như khác nhau. Khác nhau nha. Giống nhau. Cho vô trái dừa nghe nè. Cho nước chấm hả? Cho nước chấm. Hết mặn rồi nè. Có nước dừa vô. Lên được rồi, quá xấu rồi nè. Hơi dữ lắm cái hơi. Ngày nay mình chưa nói gì. Lát cho bún tàu vô nữa là... Bún tàu hành. Ôi ơi. Sống hơi luôn. Sống hơi. Chỉnh nè cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đem cá nha. Ăn cơm. Cô đã dùng video xin dừng video tại đây nha cả nhà. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đúng, đúng, đúng. Rồi. Cô đã dùng video. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Và cả nhà ăn cá đi biển. Gì nữa? Cô biển chân cương với anh em nha. Không được là như ơi. Hôm hôm làm gì mà sáng đánh dần rồi. Chết nữa rồi. Thôi mà. Cái này thấy không được rồi đó. Sáng cầm lâm không nha. Không được rồi nghe anh Tài ơi. Rồi. Lâu mình trả chiến chút. Lâu lâu được con cá lạ nó hơi khớp. Chứ đã mấy tháng ăn mặn quá, bữa nay ăn ngọt quá nó kỳ kỳ. Nhí chân đi. Xin chào của anh em. Cái tàu nhiều nhúng nhiều. Mấy con biển thịt gì lắm cá này. Mà bự như vậy. Sao 2 năm mấy đâu dễ gì kiếm nó đâu. Dễ đâu. Khó ăn, nói chung cá này cũng ít dính. Ừ. Nó dẻ. Còn gì bằng? Còn gì bằng nữa anh ơi? Nghĩ tả rồi. À. Phải cái này phải nhiều nhiều đưa thằng Tài như ăn cái huy tới bệnh viện ha. Không dẻ mà ngọt. Ừ. Cá này anh Tài là cá nữa. Đúng rồi, cá này làm như cá phi nói gì nữa. Thật rẻ không có tươi nhiều. Có rau chấm. Có rau ngon.
bữa cơm sáng tuyệt vời. Bữa cơm sáng tuyệt vời hả? Ừ. Như tại ăn cá này mấy lần ta? Chưa ăn lần nào chưa? Đầu tiên đó. Ừ. Mình có ăn cá nhỏ nhỏ nha, chưa ăn cá bự này. Ừ. Đúng rồi. Ăn gọn cá bự hả? Được rồi, mình ăn bông lau. Bữa chín nó nhưng mà về không ăn nó, ăn bông lau. Ăn bông lau. Ừ. Cá đó tiết gì lại quay viên. Ừ. Nên nhà chưa ăn, mà ăn cá nhỏ mà. Cái đó anh chồng ảnh chia lại cho em mà. Năm bông lau. Bữa đó ăn bông lau. Rồi dính đầu 4 năm bông lau vậy. 4 bông lau. Cháu ăn nhỏ mình ăn nhiều rồi. Nhỏ mà không kinh á. Không kinh mình ăn nhiều à. Con này con bự nè, con này mới. Nói chung ở đây á, ở chỗ này mình ở cái vùng biển sai cỡ này là hiếm. Khủng, 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 khủng kêu bằng khủng luôn mà hiếm. Chỉ có nước mưa, nước mặn giữ nó. Biết chỗ anh em rồi. Sao à, chứ con 3-4 ngón tay thì mò trong kinh nhóc. Mấy năm trước đó nghe. Mấy năm nay nó mất tiêu luôn. Em mà đừng có cục cho ba con, đừng có dài con à. Con mà đừng có dài nó trúng hơn á. Chưa lưới nhiều chưa chắc ngon. Vậy vậy, kéo được con rồi. Đi đánh lưới này mà không nói trước được nhiều khi. Không nói được thiệt. Nói nếu là dưới này em mà vô rồi. Nhiều khi nhận lưới tin tưởng chứ không nói nào, lưới không tin tưởng. Dính thường thường làm cá. Cỏ dưới chân nó mặn chạy lên. Mà mình đầu trên mình dính ba con mà đầu dưới dính con nó mắc cự. Mình chơi dính ba con tính là đầu dưới ngon hả? Ừ, nó đầu dưới là vô rồi đó. Đời không như là mơ. Đầu dưới còn đầu dưới ít gì anh nói trong bụng mà cũng cỡ 3-4 con là giá bèo đó. Nhà có một con nè. Quấn như tài thiên vậy kìa. Quấy à. Chân tương mà không có nước cốt dừa mà kho tương phải có. Ừ. Nấm mèo. Kho tương mình đam cho nó béo. Ừ. Tại sáng này làm vô ta. Ừ. Hết cơm chưa đi nghỉ bới kìa. Mới hết rồi. Cái bụng. Những món này ngay hệ anh nữa mà. Không mà cái này thịt nó dẻ mà nó ngon. Con này chiên chả ớt cũng ngon mà nấu lẩu kho gì cũng ngon á. Nướng cũng được. Ừ. Nó làm được rất nhiều món của chú anh chị. Vài bữa đập đăng dính con bự vậy nữa danh làm món khác nha. Trời. À, bữa đập đăng dính con cá chừng 3 cái tay mà anh Hiệp anh mừng. Ừ. Anh nói cá này hiếm. Con bữa bằng mấy con cá hồi đó mình bắt trong kinh chứ gì trời. Ừ. 3 ngón 4 ngón. Đó quẩn kìa. Ừ. Chấm nhẹ nhẹ thôi. Chấm dừa tay thôi anh ơi. Anh ăn thầy em thôi chứ. Thịt nó ngon sao vậy? Cá này con cá là nó không tanh hôi gì cho nên. Ừ. Nhưng mà thật sự mình không biết được là cái thịt nó có phong có độc hay không, mình chưa biết. Chứ thật sự cá này nó ngọt. Dạ. Năm biết không thì tối ngủ biết rồi. Cái họ này nó thừa nó lớn cũng như là con cá chẽm vậy thôi chứ có khác gì. Nhìn đâu. Nó giống cá chẽm. Ừ. Cái mình thì nó cũng giống cá phi. Lên hiện tại nó cá chẽm không? Mà sao kêu nó bằng con rô biển? Cũng không hiểu luôn á. Đúng không? Ừ. Cái hình dáng của nó là giống con cá chẽm với con cá phi. Ừ. Mà lại kêu nó là con cá rô biển. Cái màng nó có màng gió mà. Có màng gió. Cái màng gió bén hả? Mà không biết sao mà. Tại nó đen hay cả đen vô biển. Mà không biết sao nó kêu lại kia nó bạn vô biển chứ. Mà anh nhìn thấy con cá này anh thấy là nó hơi chỏi chỏi không? Thấy gì? À, nó giống con cá chẽm gì cái mỏ. Cái đầu nói chung là cái đầu nó giống hết luôn rồi đó. Có màng gió luôn. Ừ. Mà ngược lại cái mình thì nó học được dài. À, mình thì mình cá phi. Mình cá phi. Ừ. Mà tại sao kêu bằng cá rô? Không. Anh nói thấy dính mình đó, nó
nói cắt tài tượng rồi. Cái gô mình á thì đâu có khi nào có gô biển, hay là phi biển, cái đó mình cũng không biết đường để mình nói mình á, tại vì cái này nó gô biển hay phi biển, hai ba thứ cá giống với nhau mà đúng ra nó không giống con cá gô đó, nói trắng ra là nó không giống cá gô đó, phải không? Cá phi thì mình đồng ý là giống cá phi, mà cá con cá chẽm á, cái đầu thì giống cá chẽm. Kêu cá gì? Kêu cá gì? Lô biển, phi biển, chẻm biển, chẻm biển. Cá chẻm mà biển, đặt tên chẻm biển. Cá chẻm ở biển dưới đâu? Tao ăn cá chẻm nó về xong rồi, nó kêu ở xong rồi. Cá chẻm xong quá. Ý là con đó nó đặt tên nó sống nước mặn mà. Cá chẻm á. Ừ. Nước ngọt cũng vẫn có nhưng mà số lượng nó ít. Nước ngọt á, là con cá chẻm á, khi nước mặn nó về. Ừ. Một thời gian rồi nó quên quên gì dữ luôn. Ừ. Nó ở trên này nó ăn đủ đồ quá rồi nó không về. Còn 2 năm sau nó sẽ thành con cá bự. Nó ở trên này luôn. Ở đây nó không về biển. Cô chú anh chị nào bạn bè gần xa biết tại sao con này, nói chung là anh em mình cái gì không biết nó không biết nha. Còn gì biết nó biết à. Mình vừa kêu phi biển mà vừa kêu vô biển cái nào. Ừ. Biết lý do tại sao kia nó mặn vô biển thì chia sẻ anh em mình với nha. Thật sự là cái này mình không biết thiệt chứ không phải là mình nói cho vui đâu. Hay là nó còn cái tên gọi khác nữa không? Ừ. Chứ hồi đó thì giờ ông bà già xưa kêu bằng vô biển không? Thì hồi đó ông bà xưa kêu sao mình lớn mình kêu vậy? Lớn mình đeo kêu vậy thôi chứ mình cũng không biết là nó là một cái gì luôn á. Ở đâu kêu tên gì, ở đâu kêu gì chứ ở đây là dính là người ta mừng. Ừ. Kêu mừng biển luôn. Ừ. Hiếm. Là nước mặn về đó là nói về đó. Thôi nấu cháo cũng tới. Bây giờ mình kêu chính xác nè, là cá kim cương. Đúng rồi. Là chính xác luôn á. Xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye.